Hello, xin chào cả nhà đến với kênh Hy Hồ Mà Lai nha. Vâng, lời nói đầu tiên thì cho phép Hy Hồ gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi người nha. Chúc cho các bạn trong và ngoài nước ngày mới thật là tốt lành, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Như thường lệ thì mong mọi người hãy luôn ủng hộ kênh Hy Hồ Mà Lai nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Nay Hy Hồ tiếp tục cập nhật cái buổi Hozo đại hội âm nhạc. Diễn ra tại hai tụ điểm chính là ở Sài Gòn là khu thành phố Thủ Đức, quận 2 Thủ Thiêm với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và hiện nay thì Hy Hồ đang có mặt tại thành phố Thủ Đức, quận 2 Thủ Thiêm. Lần này là vào ban đêm. Ban đêm thì không khí náo nhiệt hơn xưa, náo nhiệt hơn ban ngày rồi. Hy Hồ đang đứng ngay bãi xe. Đây, cả nhà mình đã thấy rất là nhiều bãi xe. Hy Hồ mới gửi xe xong, bây giờ thì chúng ta tiến về Hozo nha, tiến về bên hội chợ ẩm thực như là video trước Hy Hồ có chia sẻ. Không biết cả nhà mình có xem, có nhìn thấy rõ không ạ? Do hơi tối. Do hơi tối cho nên đây. Khu này có ánh sáng rồi. Bây giờ mời cả nhà cùng Hy Hồ vào bên trong tham quan nha. Để xem ban đêm không khí tại nơi đây như thế nào. Bên ngoài thì bây giờ thì chúng ta đều thấy là rất là náo nhiệt ha. Rất là nhiều người đến đây tham quan và chúng ta sẽ vào bên trong xem như thế nào. Có náo nhiệt hơn hay không? Vâng, xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Xin chào cả nhà. Hy Hồ đến gần cổng hội chợ âm nhạc rồi nha cả nhà. Tại vì thường thì Hy Hồ chỉ là đi bên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn quận nhất thôi. Nay thì ra tới quận 2. Không biết ở đây có náo nhiệt hơn, đông hơn bên phố đi bộ Nguyễn Huệ hàng đêm hay không. Rõ ràng là trước mắt thì rất là nhiều người. Và bây giờ Hy Hồ cũng chuẩn bị qua khâu check in như là lúc sáng. Rất là đông. Không biết tối vào có cần check in không ha. Để hỏi mấy bé ở đây xem như thế nào. Cả nhà đợi Hy Hồ chút nha, chút Hy Hồ cho quay lại để hỏi mấy bé ở đây có cần check in hay không. Không có bé đi vô giờ. Rồi nghe có vẻ là phải check in rồi. Đợi 3 giờ trên bên. Ây da, đông quá vậy. Cái này muốn vào cổng chắc cũng là hơi mệt mỏi đây. Vào cổng cũng hơi mệt đây. Căng tình hình này có vẻ căng đây cả nhà. Không biết Hy Hồ có thể vào được hay không. Rồi. Để Hy Hồ vào hỏi coi check in không. Không, có rồi, phải check in rồi. Đông quá cả nhà ơi, đông quá. Rồi, cả nhà đợi Hy Hồ xíu nha, để Hy Hồ hỏi mấy bé ở đây thì như thế nào.
Alo, xin chào cả nhà nha. À, vâng, Hy Hồ mới mở lại cái mã check-in. À, cái mã check-in này, cái bé đây nói thì được sử dụng trong 50 lần lượng. À, xin... Và bây giờ là Hy Hồ đã vào cái đội ngũ xếp hàng rồi đây. Đây, vào đội ngũ xếp hàng để vào bên trong. À, công nhận cái thời gian sáng và ban ngày và ban đêm nó khác hẳn rồi cả nhà. Ban ngày thì vào rất là thoải mái, tự đi rất là ung dung, tới ban đêm là chịu luôn, tới ban đêm là cũng phải kẹt cứng lại rồi. À, bây giờ thôi thì chuẩn bị đợi xếp hàng đi từ từ để được vào bên trong cổng. À, chút nữa thì mời cả nhà cùng Hy Hồ vào tiếp tục vào tham quan nha. Hàng chục hàng trăm người đang xếp hàng ở cả nhà. À, chào cả nhà nha. À, Hy Hồ đang vào được 50% khu vực check-in rồi cả nhà. Di chuyển qua lấy giữa giùm em anh chị ơi. Đây chúng ta qua cái khâu cuối cùng, đó là cái khâu quét mã máy tính. Quét mã là chúng ta sẽ được vào trực tiếp vào trong luôn. Hello cả nhà, đã qua cái khâu quét mã rồi nha cả nhà. À, bây giờ chúng ta đến vào bên trong. Ấn nút để đi qua. Đây, chúng ta đến vào bên trong. Hello mọi người, thì Hy Hồ đã vào tới bên trong rồi. Đây đông hơn ban ngày cả nhà, đông hơn ban ngày. Thank you.
cả nhà, như là không biết cả nhà có nghe rõ không ạ? À, do video trước thì tôi có chia sẻ hội chợ ẩm thực rồi nha. Hội chợ ẩm thực ở những cái gian hàng ăn uống, khu vực ẩm thực ăn uống. Đây là ban ngày, bây giờ ban đêm nó chỉ đông hơn thôi. Cho nên thì tôi bây giờ xin được phép là vào thẳng vào hội trường âm nhạc nha cả nhà. Vào thẳng vào hội trường âm nhạc luôn. Bây giờ mời cả nhà cùng theo chân Hi Hô vào thẳng hội trường âm nhạc. Thank you. Vừa rồi là ca khúc mới của Linh Đình, Con Đường Ánh Sáng. Không, ca khúc mà mới đang đầu rồi. Ca khúc tiếp theo. Đây là khu vực hội trường âm nhạc ngoài sân rất là rộng, ở khu vực bên quận 2 thành phố Thủ Đức. Bên quận 2 đây thì khỏi nói rồi, sức chống rất là nhiều, sức chống rất là nhiều, thành thử ra dường như giống như là khu cắm trại vậy đó cả nhà. Khu cắm trại sức chống rất là nhiều, cho nên là mọi người ra đây tập trung nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta đi dạo một vòng nha. Chúng ta đi dạo một chút nữa rồi sẽ quay lại xem, quay lại với sân khấu. Và có khu vui chơi cho trẻ em nữa. Thank you.
em nha cả nhà. Đó, mình chia sẻ thơ qua nha cả nhà. Hello, xin chào cả nhà chúng ta nha. À, Hi Ho đã quay lại rồi đây. À, lúc nãy thì Hi Ho cũng đã chia sẻ cho cả nhà mình xem cái lễ hội âm nhạc tại khu vực quận 2 thuộc thành phố Thủ Đức. Họ náo nhiệt như thế nào, nhưng thật sự theo Hi Ho nghĩ thì cũng không khí náo nhiệt tại đây thì cũng không khác gì so với tại phố đi bộ Nguyễn Huệ Sài Gòn, quận nhất ha cả nhà. Chẳng qua do cái lễ hội âm nhạc này thì chia làm hai khu vực chính, hai tụ điểm là tại quận 2 thành phố Thủ Đức với phố đi bộ Nguyễn Huệ Sài Gòn. Hôm nay là ngày thứ 2, ngày mai là ngày cuối rồi cả nhà, ngày mai chủ nhật là ngày cuối. Vâng, và bây giờ thì mời cả nhà cùng Hi Ho quay lại với lễ hội âm nhạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ Sài Gòn quận nhất nha, để xem cái không khí, để chúng ta so sánh không khí tại hai tụ điểm này có gì khác nhau. Vâng, xin mời cả nhà.